hiện vẫn còn hàng trăm thi thể nạn nhân vẫn được bảo quản trong các xe tải đông lạnh ở New York, Mỹ chưa được chôn cất. Thành phố New York vẫn đang sử dụng các xe tải đông lạnh để bảo quản thi thể các nạn nhân COVID-19. Các xe này từng được sử dụng như các nhà xác tạm thời trong thời kỳ đại dịch đỉnh cao tại New York, điểm nóng số 1 COVID-19 ở Mỹ cách đây một năm. Đầu tháng 4 năm 2020, New York có lúc ghi nhận hơn 800 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày. Trong tuần đầu tháng 4, trung bình mỗi ngày thành phố có 566 người chết. Kho bảo quản dài hạn được lập ra trong thời kỳ dịch cao điểm để đảm bảo các gia đình có thể lựa chọn nơi an nghỉ cho người thân tới khi tìm được địa điểm phù hợp. Được biết, thành phố New York đã rút ngắn thời gian bảo quản các thi thể không có người nhận xuống 14 ngày trước khi được chôn cất trên đảo Hutch. Tại thời điểm đó, giới chức địa phương cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời và những thi thể sau đó sẽ được di dời. Theo trang tin tức The City, có khoảng từ 500 đến 800 thi thể các nạn nhân COVID-19 được bảo quản trong các xe tải đông lạnh kể từ thời điểm tháng 4 năm 2020. Số liệu này được tính toán dựa trên ước tính của Văn phòng Khám nghiệm Y tế thành phố và Đại học Columbia. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ năm 2020 đã huy động 85 xe tải đông lạnh làm các nhà xác tạm thời, khi số người chết do COVID-19 đã khiến hệ thống nhà xác tại Bệnh viện New York quá tải.